Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Mình là Bảo Bảo đây. Hôm nay mình lại chơi trò chơi kết hợp các con quái vật siêu mạnh trong trò chơi Poppy Playtime Chapter 2. Các bạn hãy xem hết video và đừng quên ấn một like, một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để mỗi khi có video mới thì sẽ thông báo đến các bạn nhé. Bây giờ ta bắt đầu chơi game thôi nào. Xin thêm quân thôi, đội bạn có vẻ rất mạnh. Mình xin thêm mấy em Baby Gookie kết hợp vào thành con Kiwly Willy kết hợp được ra thỏ ma quái. Hình thế tấn công anh em ơi, xông lên nào anh em ơi, xông lên giành chiến thắng anh em ơi, tấn công nào, vì đội bạn mạnh thế đánh bạn chết, tấn công nào anh em ơi, yeah thắng rồi. Nhìn cách ăn mừng của Acerabit như cả CR7 đấy các bạn ạ. Ta kết hợp vào thôi. Kiwly Willy. Ở cái game này khác với các game khác các bạn ạ. Chúng ta có thể kết hợp trực tiếp các nhân vật. Chúng ta không cần phải lấy hai nhân vật thả vào nhau. Hay ở chỗ đấy các bạn ạ. Các bạn nhìn mình vừa rồi đấy, triệu hồi được một đàn thỏ tai dài luôn đấy các bạn ạ. Ok rồi đấy, chuẩn bị tấn công thôi. Tấn công nào anh em ơi, xong lên nào. Cố lên. Acerabit, cố lên Acerabit. Ui giời, cố lên nào, Acerabit đã hy sinh. Trời ơi, đội bạn có một kỳ bắn tên tỏi chưa? Bắn phát nào chết phát đấy. Bách trúng luôn các bạn ạ. Ghê quá. Thua cái Acerabit thủ thế luôn. Không còn ăn mừng như CR7 nữa các bạn ạ. Ta xin thêm Baby Cookie kết hợp lại thành siêu nhân bạc rồi nào. Siêu nhân vàng rồi đến siêu nhân bạc. Rồi ba siêu nhân bạc. Có thể chiến thắng được bạn rồi đấy. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. 1, 2, 3, let's go. Tấn công đi nào. Tấn công lên anh em ơi. Tấn công mạnh lên anh em ơi. Tấn công đi nào. Acerabit cố lên. Acerabit cố lên. Giết nó đi nào. Giết con Mookie bắn tên đi. Ui, con Mookie bắn tên của bạn mạnh quá. Ôi trời ơi. Một phát nữa thôi. Yeah. Đội bạn đã thua, mình thắng rồi các bạn ơi. Đấy, nhìn cách ăn mừng của Acerabit đấy, như CR7 luôn. Đội bạn lại tăng cường thêm con Mookie đầu loa. Rồi chúng ta xin thêm con thôi. Xin thêm ít Santa Cookie mặc quần áo ông già Noel các bạn ạ. Một đàn Santa Cookie luôn. Ta vừa kết hợp được Cookie ba đầu. Rồi kết hợp nhân vật người chơi. Bây giờ ta chuyển Mommy Long Legs sang bên tay phải để trực tiếp đấu con Acerabit của bạn các bạn ạ. Cố lên nào. Acerabit, cố lên Acerabit. Ôi giời. Con Cookie bắn tên được bạn, bắn không chết phát nào các bạn ơi. Bắn phát nào chết thẳng mặt đây luôn. Ôi giời. Đèn thế. Ta kết hợp hai con Baby Cookie rồi con Kiwly.
Xin thêm baby cookie nữa nào. Giờ ta thực kết hợp hai con cookie đầu loa ra con gì nào. Bùm. Ui con gì này. Ui khó đọc vãi lên các bạn ơi. Không đọc nổi luôn. Đọc không hiểu gì cả. Tiếng Anh gì khó đọc quá. Mình cứ gọi tắt là con cookie tối thượng các bạn nhé. Rồi, ổn rồi đấy. Ta xin thêm mấy con Santa Cookie nữa nào. Đó lấp mấy chỗ trống kia đi. Ôi, hết tiền hết đèn. Hết mấy đèn. Tấn công nào anh em ơi, tấn công nào. Tấn công lên. Để bạn sắp chết rồi bạn ơi. Tấn công lên. Yeah, thắng rồi. Các bạn thấy mình chưa có hay không? Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ để mình có động lực làm các video lần sau hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tựa bạn trận này có vẻ đông đấy. Bạn chỉ còn đủ tiền xin mấy con baby cookie được các bạn ơi. Kết hợp nào. Kiwi Willy xin thêm được một em Santa Bookie nữa là hết. Hết tiền luôn các bạn ơi. Tấn công một tiếng tiền nào các bạn ơi. Tấn công nào. Tấn công lên nào. Cố lên. Ui đồ bạn mạnh thế. Rồi nhìn cái con Ace Rabbit đồng hiệu. Ui giời. Thế đội bạn có hai con Acera viết rất mạnh, đấm rất ác. Trận này ta không đủ tiền mua nhiều quân nên ta chỉ cần kết hợp nhẹ nhẹ rồi chiến đấu kiếm tiền các bạn ơi. Đội bạn nhìn hơn hẳn mình con Acera viết, con này rất mạnh rồi, mạnh vô đối rồi. Biết là trận này thì sẽ thua nhưng ta vẫn phải đánh để kiếm tiền để kết hợp trận sau các bạn ạ. Có lẽ phải đổi con Aserabit sang bên chỗ con thỏ để Aserabit đối đầu với nhau, chứ không còn Aserabit đội bạn đập một phát chết luôn các con khác của mình ngay. Mình còn đây rất mạnh. Tấn công nào anh em ơi. Bây giờ còn mì nhắn rất của mình chỉ nó quá phết các bạn ạ. Tấn công nào. Ôi giời ơi. Thôi rồi. Thôi mất rồi. Biết trước là thua nhưng vẫn cứ phải đánh các bạn ơi. Giờ có tiền mua được em quỷ xó voi rồi. Kết up thành cookie ba đầu. Tập 3 cookie ba đầu thành con cookie tối thượng nữa. Ok rồi các bạn ơi. Trận này ta phải thắng các bạn ạ. Không thắng không được. Không thắng thì đồ bạn khinh cho. Bắt đầu chiến thôi. Tấn công, xông lên nào. Cố lên, xông lên nào. Hai con Aserabit mình tấn công, hai con Aserabit với đội bạn. Ngang cơ nhau các bạn ơi, ngang cơ nhau. Mình hy sinh một con rồi. Đội bạn cũng hy sinh rồi. Mình hy sinh trước, tiếp. Yeah. Thắng rồi các bạn ơi. Thắng rồi, vui quá. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.